Vâng, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Thánh lễ sáng hôm nay chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho các nghi lễ sau đây: Giacobbe Nguyễn Đăng Tỏ, Giuse Đinh Khắc Thiện, Catarina Nguyễn Thị Mến, Maria Trương Thị Riễm, các linh hồn xin tạ ơn, xin ơn bình an và như ý, xin ơn thánh hóa gia đình cho con cái, gia đình hiệp yến, tạ ơn Chúa trong mọi sự và xin bình an cho gia đình, linh hồn Catarina Nguyễn Thị Sữa. Và hôm nay cùng với giáo hội chúng ta cũng mừng kính lễ thánh Boniface giám mục và tử đạo. Vị thánh là người Anh và đã sống ở cuối thế kỷ thứ 7, và ngài là một đan tu dòng Biển Đức và đã được Đức Giáo hoàng Gregory gửi qua bên vùng miền nói tiếng Đức để truyền giáo ở trên đó, và ngài đã trở thành giám mục và sau đó ngài đã bị tử đạo. Nhân dịp mừng lễ của thánh Boniface, mỗi người chúng ta cũng được nhắc nhở để trở thành những người chứng nhân của Chúa trong chính gia đình, trong chính môi trường sống của mỗi người chúng ta. Nhân anh cha và con và thánh thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Chúng ta cùng lắng đọng trong giây lát để xem mình ăn năn sám hối, mở lòng trí ra một lần nữa với lời Chúa, với ân sủng của Ngài, để lời và ân sủng của Ngài tiếp tục thánh hóa biến đổi để giúp cho chúng ta trở thành những chứng nhân trung thành của Chúa. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em cõi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đạo. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa, thánh Boniface giám mục đã dùng lời nói rao giảng đức tin và lấy máu đào để minh chứng. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con giữ vững lòng tin và lấy cả cuộc đời để can đảm tuyên xưng lòng tin đó. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần nên muôn thuở muôn đời. Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê. Tôi là Phaolô, tông đồ của Đức Kitô Giêsu, do ý muốn của Thiên Chúa, chiếu theo lời Thiên Chúa hứa, ban sự sống vốn có trong Đức Kitô Giêsu, gửi anh Timôthê, người con yêu dấu. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ban cho anh được ân sủng, lòng thương xót và sự bình an. Tôi tạ ơn Thiên Chúa, đấng tôi phụng thờ với lương tâm trong sạch, theo gót tổ tiên. Tôi tạ ơn người khi tôi không ngừng nhắc nhở đến anh trong các lời cầu nguyện của tôi
đêm cũng như ngày. Vì lý do đó, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một thần khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa. Nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng. Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Kitô Giêsu, nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì đấng cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã xuất hiện. Chính Đức Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Thiên Chúa đã đặt tôi làm người rao giảng tin mừng đó, làm tông đồ và thầy dạy. Chính vì lý do ấy mà tôi phải chịu những đau khổ này, nhưng tôi không hổ thẹn, vì tôi biết tôi tin vào ai và xác tín rằng người đó có đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho tôi mãi cho tới ngày Người đến. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa. Lạy Chúa, con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa. Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, đấng đang ngự trên trời. Quả thật như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ. Lạy Chúa, con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ, mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa, là Thiên Chúa chúng ta, tới khi Người xót thương chúc phận. Lạy Chúa, con ngước mắt nhìn lên Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người: Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta rằng nếu anh hay em người nào chết đi để lại vợ quá mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dõi, nối dòng cho anh hay em mình. Vậy có bảy anh em trai, người thứ nhất lấy vợ nhưng chết đi mà không có con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó rồi cũng chết mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả bảy người đều không có con nối dòng. Sau cùng người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ?
vì cả bảy người đều đã lấy bà làm vợ. Đức Giêsu nói: Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Môsê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Đó là lời Chúa. Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Boniface, là một vị giám mục, vị tử đạo. Và cụ thể đó là Ngài đã làm chứng cho tin mừng cho đến giọt máu cuối cùng. Và giọt máu của Ngài cũng như giọt máu của các thánh tử đạo trở thành cái hạt giống đức tin cho chúng ta, cho giáo hội. Và cái giọt máu của Thánh Boniface cũng là những giọt máu đầu tiên để xây dựng giáo hội của nước Đức ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta cũng gọi là tưởng nhớ đến Ngài, cũng như qua những cái bài đọc ngày hôm nay cũng mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc đời của những người đã theo Chúa, những người đã làm chứng cho Chúa. Trong cái bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy thư của Thánh Phaolô gửi cho ông Timôthê. Và Timôthê là một trong những cộng sự viên rất là đắc lực với Phêrô, với Phaolô trong cái sứ vụ rao giảng tin mừng. Và chắc chắn là trong cái hành trình sứ vụ đó cũng có những lúc các ông cũng lản lòng, có những lúc cũng sợ hãi, có những lúc thiếu điều muốn tháo rút lui. Chính vì vậy mà Phaolô đã viết lá thư để khích lệ, để nhắc nhở lại cho ông, đặc biệt là nhắc nhở cho ông về bí tích chuyển chức thánh mà chính Thánh Phaolô đã đặt tay trên ông để ông lãnh nhận được ân sủng, và cái đặc ân đó để ông có được sự can đảm, sự trung kiên để làm chứng cho Chúa. Đó, chúng ta trong đó Ngài nói rất là rõ, và đồng thời sau cùng đó là để rồi đồng lao cộng khổ để rao giảng tin mừng. Phải chăng là việc rao giảng tin mừng không phải là một việc dễ? Có lẽ đối với người, có lẽ chúng ta cũng nhìn lại cuộc đời của mỗi người chúng ta, chúng ta rao giảng tin mừng bằng cách nào? Cũng có những lúc mà bảo không biết bây giờ mình chọn theo cái cách mình đối xử theo Chúa, thôi thì mình sống thành thật, mình sống khiêm nhường, hay là bây giờ ai người ta cũng nói như vậy, ai người ta cũng làm như vậy, thì tại làm sao mình lại phải làm một mình như thế vậy? Chắc chắn cũng có cái những lúc như vậy chứ không phải là không đâu. Đó. Và trong những cái lúc như vậy thì đâu là cái động lực để cho chúng ta tiếp tục chọn lựa con đường của Thiên Chúa? Rồi có lẽ trong đời sống của trong gia đình của mỗi người chúng ta thôi, chúng ta sống cái tinh thần loan báo tin mừng bằng cách nào? Có lẽ bằng cách chúng ta chu toàn cái bổn phận giáo dục con cái của chúng ta, cháu chắt của chúng ta. Và có lẽ cụ thể nó cũng khởi đi là những chúng ta có thực hành những cái điều đó không thôi. Chúng ta có sốt sắng để chúng ta đọc kinh, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa. Chúng ta có sốt sắng chuẩn bị để mỗi khi chúng ta đi nhà thờ hay không? Đó là những cái cách thức thực sự cái đời sống của chúng ta, để mà qua đó chúng ta làm gương, qua đó mà chúng ta kêu gọi con cháu của mình thôi. Không có cái cách nào khác hết. Nếu như chúng ta chỉ biết ở trong đầu, hay là tệ hơn nữa là bảo ở đạo tại tâm thôi, chắc chắn nó phải đi, mình phải biết cái điều đó, mình phải suy ngẫm cái điều đó. Nhưng mà sau cùng những cái gì mình nghĩ, những cái gì suy nghĩ, nó phải thể hiện qua
những cái hành động cụ thể thôi. Và đó chính là cái sức mạnh của niềm tin, của việc làm chứng nhân cho Chúa. Chúng ta thấy trong cái bài phúc âm hôm nay là cái nhóm Sa Đốc, nhóm là chúng ta biết là cái nhóm mà không có tin vào sự sống lại. Đã không tin vào sự sống lại rồi thì tại làm sao lại cắt cớ lại đi hỏi Chúa Giêsu về sự sống lại. Chúng ta thấy cũng có nhiều những cái trường hợp gọi là họ muốn đặt những câu hỏi để mà bắt chẹt Chúa thôi. Thì nói là trong đây ông Mô-xê viết như thế này, thế nọ, thế kia để mà hỏi. Thì trong đó Chúa Giêsu nói rằng gọi là phải chăng vì không biết Kinh Thánh và không biết quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Cái niềm tin của chúng ta, cái được mặc khải gọi là qua Kinh Thánh, qua tin mừng. Chính vì vậy mà chúng ta không thể nào mà chúng tin theo Chúa mà chúng ta không yêu mến tin mừng, yêu mến lời Chúa. Để rồi khi chúng ta yêu mến lời Chúa thì chúng ta sẽ thường xuyên chúng ta đọc. Và khi chúng ta đọc, nếu như mà chúng ta không hiểu hoặc chúng ta không biết áp dụng thế nào thì chắc chắn chúng ta sẽ cầu xin Chúa Thánh Thần để rồi Ngài giúp cho chúng ta thực hành những cái điều đó. Đối với tôi, đối với các linh mục, khi mà suy ngẫm các bài đọc trong phụng vụ cũng phải gọi là vất vả lắm, cũng phải đọc đi đọc lại, cũng phải xin ơn soi sáng, rồi cũng nghiền đi ngẫm lại rồi, chứ không phải là đọc cái rồi mình biết đâu. Nhưng mà có lẽ với thời gian, tôi vẫn cảm nghiệm cái đó là với thời gian mình đọc đi đọc lại rồi dần dần mình thấy lời Chúa nó rất gần gũi, và mỗi lần mình đọc rồi thì Thiên Chúa cũng sẽ giúp soi sáng cho chúng ta để chúng ta biết đón nhận lời Chúa, thực hành lời Chúa. Làm sao chúng ta có thể trở thành người rao giảng tin mừng, hay nói cụ thể đó là một nhà truyền giáo, nếu như mà chính chúng ta không biết đạo của mình, chúng ta không mộ mến của mình, mộ đạo, yêu mến đạo, thì làm sao chúng ta có thể gọi là giới thiệu đạo của mình đến với những người khác. Có lẽ ngày hôm nay khi chúng ta mừng lễ Thánh Boniface, rồi chúng ta đọc lại những con người ở trong tin mừng mà Thiên Chúa đã mời gọi để cộng tác vào trong sứ vụ, và cuộc đời của họ phải nói là không dễ, không dễ. Họ cũng phải vất vả, họ cũng phải cực nhọc, họ cũng phải sợ hãi trước những sự bắt bớ, trước những sự phản đối. Nhưng bởi vì họ có lời Chúa, họ có Chúa Thánh Thần, giống như là Thánh Phaolô cũng nhắc nhở, khích lệ cho ông Timôthê là thần khí mà chúng ta đã lãnh nhận qua bí tích rửa tội, qua bí tích thêm sức, và đối với những người được lãnh nhận chức thánh thì qua chức thánh đó để chính thần khí của Chúa, Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, cũng như là tiếp tục canh tân đổi mới cuộc đời của chúng ta. Một trong những cái điều không thể nào mà thiếu được đó là mỗi ngày chúng ta phải canh tân để chúng ta biến đổi, để rồi qua đó chúng ta tin lời của Thiên Chúa hơn, và chúng ta xác tín vào và là ân sủng của Ngài. Bởi vì nếu không có ân sủng của Ngài, nếu không có sức mạnh siêu nhiên, thì chúng ta cũng đối xử với nhau như là những người đời ở ngoài xã hội thôi. Nhưng mà với ân sủng của Thiên Chúa, với niềm xác tín vào lời Chúa, dần dần sẽ giúp cho chúng ta cảm hóa chúng ta, để chúng ta chọn lựa những cái cách mà Thiên Chúa đã mặc khải cũng như mời gọi chúng ta. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Cũng như giọt nước hòa tan trong điều này, xin cho chúng con được thông phần thiên tính của Đấng đã đói thương chia sẻ thân phận làm người với chúng con.
Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của thiêng liêng cho chúng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận. Chúng con đang hết lòng khiêm nhường thông hối và xin cho lễ chúng con dâng trước tôn nhà Chúa hôm nay được đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa xin thầy rửa mọi lỗi lầm tội con đã phạm, xin ngài thánh thầy. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng để mừng các thánh chứng nhân anh dũng, xin cho của lễ này tẩy sạch tội lỗi chúng con và làm cho chúng con chỉ ước mong những điều đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là trinh đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa được các thánh của Chúa dâng lời ca ngợi và những gì liên quan tới cuộc khổ nạn của các ngài đều là công trình kỳ diệu của quyền năng Chúa, là đấng ban cho các ngài được chay đưa đức tin, thôi thúc các ngài bền đô đến cùng và ban tặng vinh thắng trong cuộc chiến của các ngài nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi đó mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới thờ lạy Chúa và cùng với toàn thể đạo binh các thiên thần, chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng: trên các tầng trời chúng tôn đấng ngự đến nhân gian, Chúa hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ân thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con Chúa sống là cho tới khi. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa.
Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Michael, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sông lãi và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và tân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Tin nhờ người, với người và trong người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Chúa Kitô. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã nuôi dưỡng chúng con bằng bánh thật bởi trời, lại còn quy tụ chúng con thành một thân thể duy nhất trong Đức Kitô. Xin cho chúng con đừng bao giờ lìa xa tình thương của Chúa, nhưng can đảm vượt lên trên mọi khó khăn thử thách và theo gương Thánh Boniface mà đáp lại tình thương của Đức Kitô, người hàng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành xuống trên tất cả anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.